cho người trong khu vực. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin livestream trên fanpage dự báo thời tiết VTV. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào quý vị khán giả đầu tiên. Vâng, xin được gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả quý vị khán giả đầu tiên của livestream dự báo thời tiết VTV ngày hôm nay. Hôm nay thì như quý vị và các bạn có thể nghe thấy là hiện tại thì giọng Minh Duy nó đang không ở một cái chất lượng tốt nhất. Thế nên là trong ngày hôm nay thì Minh Duy xin phép là sẽ dành cái lượt nói nhiều hơn cho Hà Linh, và cũng nhờ Hà Linh sẽ đem tới những tình hình thời tiết mới nhất cho quý vị khán giả. Bên cạnh đấy thì nếu như quý vị và các bạn có thắc mắc về tình hình thời tiết mà tại nơi quý vị đang sinh sống thì có thể xuyên suốt comment này, comment ngay lập tức ở phía bên dưới. Minh Duy và Hà Linh sẽ cố gắng đọc tất cả các bình luận của quý vị các bạn để đem tới những thông tin tình hình thời tiết mới nhất trong ngày mai cũng như những ngày sắp tới ở các khu vực mà quý vị sinh sống. Đó. Có thể thấy là anh Duy cũng đã bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết thất thường này rồi. Đúng rồi. Hôm qua thì ngày hôm nay thì sẽ là rất là nóng này, còn nắng ấm và rất đẹp, nhưng mà ngày mai thì có vẻ như là không còn tình trạng nắng ấm như hôm nay nữa. Ôi, thế thì hôm nay thật sự là Minh Duy đang rất là mừng, bởi vì là buổi chiều nay là một buổi chiều cực kỳ nắng ráo này. Nhiệt độ nó cũng ở mức vừa phải, chứ nó không lạnh này, nó cũng không mưa. Bởi vì đấy là hai cái nguyên nhân mà khiến cho giọng của Minh Duy trở nên như cái tình trạng như bây giờ đó quý vị ạ. Thế là anh Duy sẽ phải tiếp tục giữ gìn sức khỏe và bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể hơn nữa, bởi vì ngày mai thì ở miền Bắc mưa phùn và độ ẩm sẽ tăng cao, mưa phùn sẽ quay trở lại quý vị ạ, sẽ không còn nắng ráo như ngày hôm nay nữa đâu. Dạ vâng. Ở bên livestream của dự báo thời tiết VTV, hiện tại thì Minh Duy và Hà Linh vẫn có vẻ như đang chưa đọc được những comment của quý vị khán giả. Không biết là mọi người có thể comment cho Minh Duy và Hà Linh được không ạ? Quý vị có nghe rõ âm thanh từ Hà Linh và Minh Duy không? À, đây rồi. Có thể comment nhé. Minh Duy đã đọc được có những comment đầu tiên rồi ạ. Vâng, em mới vào Hải Dương anh chị ơi. Vâng, xin được gửi lời chào tới khán giả Vũ Phương Thảo Nhi. Hà Nội có nồm không ạ? Có vẻ là quý vị khán giả đang rất quan tâm đến tình trạng nồm liệu có xảy ra hay không. Vậy thì đợi một lượt xem chúng ta lên một chút nữa. Wow, ngày hôm nay thì lượt xem rất là cao. À vâng, chúng đã lên trên 1k mắt xem rồi. Hãy tiếp tục giúp chúng mình chia sẻ livestream này. Đừng quên là thả tim và gửi cho bạn bè của chúng ta cùng cập nhật thời tiết cùng nhé. Dạ vâng. Xin chào khán giả Gấu Đỏ. Vâng ạ, xin chào chị Nguyễn Anh. Chị Nguyễn Anh có hỏi là mai Thái Nguyên có mưa không? Vâng, Minh Duy và Hà Linh xin phép độ khoảng trong khoảng 5 phút nữa thì Minh Duy và Hà Linh sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết đầu tiên nhé. Còn trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng đợi cho mọi người sẽ có thể vào xem được nhiều hơn, vì trong ngày hôm nay thì Minh Duy và Hà Linh hứa hẹn sẽ đem tới những thông tin thời tiết cực kỳ là mới mẻ nha quý vị. Hãy tương tác thật là nhiều cho chúng mình nhé. Quý vị khán giả đang hỏi rất nhiều rồi. Xin được chào bạn Thắm Nguyễn. Dạ vâng, xin chào chị Thắm Nguyễn. Hà Linh ơi, vậy thì không biết là với những cái dự báo là chúng ta sẽ không giống như cáp sừng ngày hôm nay, đấy là nắng ấm xa dần, thì không biết là chúng ta sẽ còn phải tạm biệt cái tình kiểu thời tiết nắng ráo như chiều nay trong khoảng bao nhiêu lâu nữa nhỉ? Quý vị khán giả thân mến, thì nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ ngày mai sẽ bắt đầu có mưa, thậm chí là bắt đầu mưa từ đêm nay rồi quý vị ạ. Ví dụ như là Lào Cai này, Hà Giang, Lạng Sơn thì sẽ có mưa nhỏ. Còn với thủ đô Hà Nội và những nơi khác ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sẽ là mưa phùn kèm theo sương mù quý vị nhé. Tình trạng sương mù xảy ra như vậy thì sẽ khiến tầm nhìn xa của chúng ta bị hạn chế. Nên là nếu quý vị chúng ta di chuyển ngoài đường, hãy lưu ý là đi thật chậm này, quan sát kỹ càng và giữ khoảng cách an toàn với những xe đi trước để có thể xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Đến trưa chiều ngày mai thì mưa sẽ ngớt, nhưng mà trời vẫn sẽ nhiều mây và không có nắng. Nhiệt độ thì sẽ không vượt quá là 26 độ C. Chỉ ít nơi ở phía Tây Bắc Bộ, ví dụ như là quý vị ở Điện Biên Phủ này, Sơn La hay là ở những nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ thì trời không mưa và có nắng thôi. Mức nhiệt ở đây sẽ là từ 27 đến 28 độ C. Còn lại thì ở khu vực Đông Bắc Bộ thì trời sẽ nhiều mây vào trưa chiều mai. Vậy tức là ngày mai tại thủ đô Hà Nội và những thành phố lân cận của chúng ta trong khu vực Bắc Bộ đúng không? Thì là chúng ta sẽ phải đón những cơn mưa phùn và mưa nhẹ trong đêm nay cũng như là sáng ngày mai, phải đến trưa chiều thì mưa mới ngớt. Đúng rồi. Lúc này thì nhiệt độ buổi chiều tại thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố lân cận sẽ là ở mức bao nhiêu nhỉ? Sẽ không vượt quá 26 độ ạ. 26 độ C. Thế thì theo anh thì chắc là cũng sẽ ấm áp với chủ nhật cũng. Không quá lạnh đúng không? Không quá lạnh, nhưng mà vấn đề là ở miền Bắc thì độ ẩm sẽ rất là cao. Thế nên là cảm giác của chúng ta sẽ lạnh hơn thông thường. Ví dụ 26 độ thì nghe cũng thấy bình thường, nhưng mà vì độ ẩm cao nên là chúng ta cũng sẽ cảm giác là lạnh hơn. Độ ẩm cao. Như vậy thì tình trạng nồm ẩm có thể là sẽ vẫn tiếp tục diễn ra đấy quý vị ạ. Vâng, quý vị ơi, chúng ta phải lưu ý là đêm nay cũng như là sáng sớm mai, khi mà quý vị khán giả di chuyển ra ngoài để chúng ta đi làm và đi học,
thì Minh Duy nghĩ là cần phải chuẩn bị sẵn áo mưa nha, vì là tình trạng mưa phùn cũng như là mưa nhỏ sẽ xảy ra vào buổi sáng sớm, phải đến trưa chiều thì mưa mới kết thúc, đúng không ạ Hà Linh? Vâng. Đó. Và độ ẩm thì ở miền Bắc thì hầu hết là đều trên 60%, và độ ẩm cao như vậy thì không chỉ gây ra tình trạng là nhà của chúng ta bị ẩm ướt này, mà còn dễ khiến cho đồ ăn bị ôi thiêu cũng như là các loại vi khuẩn sẽ dễ dàng sinh sôi hơn. Vậy quý vị chúng ta hãy lưu ý là khi mà trời nồm ẩm hãy hạn chế mở cửa nhà nhé. Và có thể chúng ta sẽ dùng những chiếc khăn khô để lau nhà. Hãy nhớ là vắt thật khô khăn rồi mới lau nhà quý vị nhé. Vâng, vậy thì trong những ngày nồm ẩm thì chúng ta cần phải lưu ý là không lau nhà bằng khăn ướt mà phải lau nhà bằng khăn khô. Đó. Và hạn chế mở cửa. Vì mở cửa thì độ ẩm ở bên ngoài, không khí ẩm từ bên ngoài sẽ tràn vào trong và khiến nhà chúng ta càng ẩm hơn chứ không giúp thông thoáng hơn đâu quý vị ạ. Vâng. Khán giả Châu Anh mạnh dạn đoán anh chị đang ở tầng 28 VTV. Vậy thì mạnh dạn trả lời cho Châu Anh là Châu Anh đã đoán đúng vị trí, vẫn là ở tại đài truyền hình VTV nhưng mà không phải ở tầng 28 Châu Anh ạ. Hôm nay là một chiếc view hơi bị đắc địa. Vâng, không biết là quý vị khán giả, vâng quý vị khán giả có đoán được đằng sau Minh Duy và Hà Linh là đang là view ở con phố nào không ạ? Không biết là có nhà quý vị nào ở ngay đằng sau không ạ? Vâng ạ. Thế mình sẽ đến với các nơi khác nữa anh Duy nhỉ? Minh Duy xin phép được tiếp tục cập nhật khu vực Nam Bộ trước đi. Thưa quý vị và các bạn thì ngày mai tại Nam Bộ vẫn sẽ là khu vực nắng mạnh và nóng nhất trên cả nước. Chúng tôi ghi nhận là ở Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Đồng Phú thậm chí nắng nóng gay gắt lên mức ngưỡng là 37 độ C. Dự báo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác cũng nắng nóng 35 đến 36 độ C quý vị nhé. Các nơi khác thì cũng nóng trên 33 độ C. Nhìn chung là ngày mai tại khu vực Nam Bộ chúng ta sẽ lại tiếp tục là một ngày nắng nóng. Trời sẽ nắng rát từ khoảng thời gian 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Chính vì vậy nên là Minh Duy nghĩ là quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ này để tránh những cái tác hại rất là tiêu cực từ tia UV đến mắt cũng như là da của chúng ta quý vị nhé. Và cùng một điều đó thì ở tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chiều cường cũng là một vấn đề mà quý vị khán giả khá là quan tâm, đúng không ạ? Và dự báo là sáng ngày mai thì chiều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuống dần và ở mức xấp xỉ mức báo động 3. Cảnh báo ngập úng sẽ tiếp tục diễn ra ở các vùng trũng thấp này, ven sông, nhưng mà mức độ và vùng ngập thì sẽ không bằng sáng sớm ngày hôm nay đâu ạ. Vâng, chị Lưu Thu Hà có hỏi có câu hỏi là thời tiết có lạnh nữa không? Không biết là chị ở khu vực nào? Nếu như mà tại chị đang sinh sống tại khu vực Bắc Bộ và cụ thể là có thể là chị sinh sống ở thủ đô Hà Nội thì mình xin phép được cập nhật là trong ngày mai thì vì có những tác động của những cơn mưa vào đêm và sáng sớm thì mình suy nghĩ là nền nhiệt trong buổi sáng có thể sẽ hơi se lạnh một chút. Như ở đây mình duy thấy là nhiệt độ sẽ rơi vào ngưỡng ở buổi sáng là từ sáng sẽ không, em nghĩ là không quá 24 độ, đến trưa chiều thì sẽ ấm áp hơn một chút nhưng mà độ ẩm thì khá là cao nên là chúng ta vẫn cảm giác khá là rét, nên là nếu quý vị ra ngoài đường thì hãy nhớ mang theo những chiếc áo khoác mỏng để bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Đúng rồi, quý vị vẫn nên mang theo áo khoác mỏng để mặc khi mà đi ra ngoài đường. Vì mình suy nghĩ là với độ ẩm cao, ngoài ra kết hợp với những cơn mưa phùn, cơn mưa nhỏ xảy ra nữa thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố lân cận sẽ, mình suy nghĩ là mọi người vẫn sẽ cảm thấy lạnh đấy. Tốt nhất là đừng để xảy ra tình trạng như Minh Duy nha. Nồm ẩm kéo dài bao lâu? Bạn Nguyễn Đạt có hỏi. Nồm ẩm thì khả năng là ít nhất là trong 5 ngày tới tại khu vực miền Bắc, nhất là khu vực Đông Bắc Bộ thì độ ẩm vẫn sẽ khá là cao trong 5 ngày tới. Nên là Hà Linh nghĩ là chắc phải sang tuần sau thì tình trạng nồm ẩm mới có thể giảm bớt được. Đúng rồi. Thêm một thông tin nữa đấy là trở ra Bắc miền Trung, dự báo từ Vinh tới Huế cũng sẽ có nắng vào ngày mai. Nhiệt độ ở mức dễ chịu từ 27 đến 28 độ C. Chỉ riêng tại Thanh Hóa là sẽ có nhiều mây, có mưa phùn và sương mù vào buổi đêm cũng như là sáng sớm tại khu vực Thanh Hóa quý vị nhé. Mọi người nên lưu ý, tại Thanh Hóa sẽ là nhiều mây này, có mưa phùn và sương mù vào buổi đêm cũng như là sáng sớm. Nhiệt độ tại khu vực Bắc miền Trung sẽ dao động trong khoảng là, cụ thể là tại Thanh Hóa, dao động trong khoảng 24 độ C quý vị ạ. Còn với khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên xin phép được nhờ Hà Linh nhé. Với khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên thì dự báo là ngày mai cũng sẽ có nắng từ sáng cho tới chiều này. Quảng Ngãi, Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa thì trời sẽ nóng rõ với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới là 32 đến 33 độ C. Các thành phố khác thì sẽ dịu hơn một chút, nhiệt độ sẽ không vượt quá 31 độ C ạ. Nhìn chung là ngày mai ở miền Bắc thì sẽ xảy ra tình trạng là mưa phùn này và sương mù vào sáng sớm. Còn với khu vực Trung Bộ thì nhiều nơi có nắng, chỉ có Thanh Hóa là nhiều mây, có mưa phùn và sương mù tương tự với miền Bắc. Tây Nguyên, Nam miền Trung và Nam Bộ thì ngày mai đều có nắng nhưng mà Nam Bộ sẽ đặc biệt là có nắng nóng. Nên là quý vị chúng ta cần lưu ý là hạn chế ra khỏi nhà nếu mà không có việc cần thiết này. Và nếu ra khỏi nhà thì hãy nhớ là mặc áo chống nắng, bôi kem chống nắng cũng như là sử dụng các biện pháp chống nắng khác để bảo vệ trong làn da của mình cũng như là mắt nữa.
Vâng, vừa rồi thì Minh Duy và Hà Linh cũng vừa tổng quan qua về tình hình thời tiết tại cả ba miền đất nước chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi sẽ quay lại để cùng tương tác với quý vị khán giả, đọc comment về tình hình thời tiết tại khu vực quý vị thắc mắc và sẽ cập nhật với quý vị khán giả. Chính vì vậy nên là nếu quý vị cần biết thông tin về tình hình thời tiết nào thì hãy lập tức comment ngay bây giờ ở phía bên dưới nha, để Minh Duy và Hà Linh sẽ đem tới những thông tin từ quý vị khán giả. Ở đây thì Minh Duy có đọc được đấy là của quý vị khán giả. Đây, có bạn Phan Thị Nhung hỏi tại Cao Bằng. Cao Bằng thì ngày mai sẽ không có mưa đâu bạn ạ. Nhiệt độ tại Cao Bằng thì trong khoảng là từ 17 đến 23 độ C, tức là cũng hơi lạnh đấy ạ. Vâng ạ, ở anh Trung Đức có hỏi về khu vực Hà Giang. Hà Giang có mưa không hay MC? Vâng, anh Trung Đức ơi, ngày mai tại Hà Giang mình xin phép được cập nhật. Đấy là đêm và sáng sẽ có lúc có mưa nhỏ và mưa phùn, với nhiệt độ ở đây dao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ C tại Hà Giang, anh Trung Đức nhé. Bắc Giang, khán giả hỏi tại Bắc Giang, anh Duy, tại Bắc Giang thì ngày mai sẽ như nào nhỉ? Tại Bắc Giang ngày mai sẽ không có mưa, nhiệt độ tại Bắc Giang ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ C. Thái Nguyên, nãy thì các bạn khán giả hỏi tại Thái Nguyên thì ngày mai cũng sẽ không có mưa đâu ạ, nhiệt độ tại đây là từ 18 đến 25 độ C ạ. Đúng rồi quý vị ạ. Thanh Hóa ngày mai đúng không ạ? Vâng, để Minh Duy cập nhật cho quý vị khán giả. Thanh Hóa thì ngày mai sẽ nhiều mây và có mưa phùn vào sáng sớm đấy ạ. Đúng rồi. Lạng Sơn ngày mai có mưa không? Bạn khán giả thân mến, tại Lạng Sơn thì ngày mai sẽ có lúc có mưa nhỏ trong ngày đấy ạ. Nổ mưa kéo dài lâu không hay MC ơi? Chị Dung Nguyễn có đặt câu hỏi. Minh xin phép được cập nhật là nổ mưa, mưa ẩm kéo dài tại khu vực Bắc Bộ của chúng ta sẽ ít nhất là phải đến hết tuần này, chị Trần Dung nhé. Dạ xin lỗi chị Dung Nguyễn ạ. Vâng, chị Dung Nguyễn, tình trạng là nổ mầm của chúng ta thì có ít nhất là sẽ phải kéo dài hết tuần này chị ạ. Thế nên là chị hãy có thể sắp xếp thời gian để dọn dẹp nhà cửa cũng như là giặt giũ quần áo sao cho thật là hợp lý. Vâng. Tại khu vực Bắc Ninh, Bắc Ninh ngày mai sẽ không có mưa, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 18 đến 25 độ C. Minh Duy thấy là ở Bắc Bộ của chúng ta, hầu hết tất cả các thành phố thì sẽ có mưa nhỏ và mưa phùn xảy ra vào đêm và sáng sớm thôi. Còn lại thì khi mà trưa chiều thì Minh Duy thấy là ở đây đều nhiều có mây. Đúng là nhiều mây, không có mưa quý vị ạ. Nhiệt độ thì đều trong ngưỡng là từ 24 đến 26 độ C. Đó. Quảng Ninh ngày mai còn nắng không? Bạn khán giả Thúy Hiền thân mến, tại Quảng Ninh thì mai sẽ không còn nắng nữa đâu ạ. Ngày mai ở Quảng Ninh thì cũng sẽ có tình trạng là mưa phùn, mưa nhỏ có thể xảy ra trong ngày. Đúng rồi. Nhìn chung là ngày mai ở Bắc Bộ chỉ trừ khu vực Tây Bắc Bộ là có nắng thôi, còn lại thì hầu như là sẽ đều nhiều mây, thậm chí là có mưa nhỏ, mưa phùn nữa. Vâng, có quý vị khán giả hỏi về khu vực Ninh Bình, chị Hoa Tài Huyền đúng không ạ? Mình xin phép được cập nhật tại khu vực Ninh Bình, đó là ngày mai tại Ninh Bình đêm và sáng sớm sẽ có mưa nhỏ và mưa phùn với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 25 độ C chị nhé. Những cơn mưa nhỏ mưa phùn sẽ xảy ra về đêm và sáng sớm tại khu vực Bắc Bộ của chúng ta, nên là quý vị lưu ý trong sáng mai khi mà di chuyển ra đường để chúng ta đi học và đi làm thì vẫn cần phải mang theo áo mưa nha quý vị. Linh thấy rất nhiều khán giả hỏi tại Nghệ An. Nghệ An thì ngày mai sẽ không có mưa và có nắng trong ngày ạ. Nhiệt độ tại Nghệ An thì dao động trong khoảng là từ 19 đến 28 độ C. Đúng rồi. Bố của Bông có hỏi về vào một nickname rất là đáng yêu ạ. Có hỏi về khu vực Sơn La. Minh Duy xin phép được cập nhật tại Sơn La đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 đến 28 độ C nha quý vị. Vâng, Minh Duy cũng vừa có một chuyến đi từ Mộc Châu Sơn La trở về đó. Và lên đó coi như là một khoảng thời gian để mình có thể xả stress sau những ngày làm việc, và cũng đồng thời là được ngắm cảnh, ngắm cái khung cảnh mà mình cực kỳ yêu thích. Minh Duy có một cái niềm tin, một cái niềm yêu thích rất là đặc biệt với núi rừng. Thời tiết trên đó thì Minh Duy thấy là thật ra là không có mưa này. Trong hai ngày cuối tuần vừa rồi Minh Duy di chuyển trên Mộc Châu bằng xe máy thì được tận hưởng một thời tiết rất là thoáng đãng. Nhiệt độ thì ở ngưỡng là khoảng 22 độ C thôi. Không quá lạnh để mà khi mà chúng ta di chuyển bằng xe máy. Tuy nhiên thì về tối thì vẫn phải khoác thêm áo khoác hoặc là mặc một chiếc áo hoodie, bởi vì là nhiệt độ lúc này sẽ lại giảm thấp xuống đó. Nhưng mà rất là tiếc thì Minh Duy thấy là ở Mộc Châu Sơn La hiện tại thì về đêm cũng như là sáng sớm tình trạng sương mù xảy ra rất là nhiều. Thế là mình sẽ không cảm được cảnh rõ, đúng rồi. Minh Duy di chuyển từ Sơn La đến Sơn La vào lúc khoảng 9 rưỡi sáng, nhưng mà thật sự là hai bên đường không nhìn thấy một cái gì luôn. Các xe đều phải bám đuôi nhau và bật đèn cảnh báo khi mà di chuyển. Ngoài ra thì cái lúc mà Minh Duy về, Minh Duy nhớ là Minh Duy đi chuyến về là độ khoảng 4 rưỡi 5 giờ. Lúc đấy là các anh tài xế cũng đã dụ Minh Duy là phải
nhóm của Minh Duy là nên đi sớm hơn một chút, là đi vào khoảng 3 giờ chiều. Nhưng mà tại vì mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để đi đường núi lắm, thế nên là vẫn cố gắng nán lại Mộc Châu một chút và đi vào khoảng thời gian là 4 rưỡi chiều quý vị ạ. Từ Mộc Châu trở về Hà Nội thì cũng lại như tình trạng lúc đi, hai bên cực kỳ là sương mù, đi rất là nguy hiểm luôn đó. Hai tuần trước em cũng có được lên Sơn La, em đi Tà Xùa thì may mắn là thời tiết lúc ấy rất đẹp, tức là rất là quang đãng, mình có thể nhìn ngắm được mây này, có săn được mây. Và khi mà buổi chiều, mặc dù là hôm đấy đi Thảo Nguyên Tà Xùa thì đi cũng khá là muộn, phải tầm 5:30-6 giờ bọn em mới bắt đầu từ Thảo Nguyên Tà Xùa về chỗ trung tâm thành phố để có thể ăn uống. Thì lúc đó mặc dù là trời tối nhưng mà ý là vẫn nhìn rõ đường xung quanh chứ không bị tình trạng sương mù. Và sương mù như vậy thì sẽ rất là khó quan sát đường đi, nên là quý vị chúng ta hãy lưu ý là hãy đi thật là chậm này. Đúng và rồi. Quan sát kỹ càng, và nếu được thì hãy bật đèn sương mù để nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhé. Vậy là Minh Duy tham minh chưa chuẩn lắm đúng không? Chọn thời điểm không chuẩn bằng Hà Linh rồi. Thế nên là thôi không sao, vẫn đúng rồi, lần sau chúng ta sẽ thử lại. Nếu mà có ý định di chuyển lên những khu vực vùng núi thì Minh Duy chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của Hà Linh trước đó. Khu vực Hà Nội sao ạ? Hà Nội thì đêm nay không có mưa nhưng mà sáng sớm ngày mai sẽ có mưa phùn và sương mù ạ. Đến trưa chiều thì trời sẽ tạnh nhưng mà trời nhiều mây. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội thì sẽ không vượt quá 25 độ C. Vâng, ở đây có rất nhiều quý vị khán giả hỏi về khu vực Bắc Bộ của chúng ta. Mình chỉ xin phép được cập nhật một lần nữa. Đấy là từ ngày mai thì chúng ta sẽ có những cơn mưa nhỏ về đêm và sáng sớm xảy ra ít nhất là trong tuần này quý vị nhé. Còn đến trưa chiều thì lúc này mưa sẽ hết, tuy nhiên thì trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ sẽ không quá ngưỡng là 26 độ C. Chính vì vậy là quý vị vẫn sẽ cảm thấy hơi se lạnh do có tác động của độ ẩm cao đúng không Hà Linh? Thái Bình ngày mai thế nào? Thái Bình thì sáng ngày mai sẽ có mưa phùn và sương mù ạ. Nhiệt độ tại Thái Bình thì trong khoảng là từ 19 đến 25 độ C. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thành phố khác. Khu vực Trung Bộ. Đúng rồi. Hà Tĩnh này, khán giả hỏi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thì đêm nay không có mưa và ngày mai sẽ có nắng bạn nhé. Hà Tĩnh nhiệt độ thì trong khoảng từ 18 đến 28 độ C. Vâng ạ, không biết là anh khán giả Nguyễn Hồng Song đã nghe được câu trả lời của Hà Linh chưa? Minh Duy xin phép được cập nhật lại một lần nữa. Tại Hà Tĩnh của chúng ta thì đêm không mưa, ngày nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 28 độ C quý vị nhé. Sang tuần Thanh Hóa có mưa không? Sang tuần Thanh Hóa thì có lẽ là phải đợi đến sát ngày thì chúng ta mới có những dự báo chính xác nhất được, nên là quý vị hãy theo dõi những bản tin dự báo thời tiết của VTV nhé. Đúng rồi. Nguyễn Văn Phú Thiện hỏi thời tiết tại Đà Nẵng ngày mai. Đà Nẵng thì ngày mai thời tiết sẽ rất là đẹp đấy ạ. Trời có nắng cả ngày này, nhiệt độ cao nhất thì không vượt quá 30 độ C, sẽ khá là mát mẻ và không quá nóng. Hải Dương thì thế nào? Hải Dương thì sáng ngày mai cũng sẽ có mưa phùn và sương mù bạn nhé. Nhiệt độ tại Hải Dương thì không vượt quá 24 độ C. Buổi sáng thì trời sẽ khá là se lạnh đấy ạ. Vâng ạ. Quảng Ninh ngày mai thế nào vậy? Ngày mai tại Quảng Ninh thì sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn xảy ra vào sáng sớm. Nhiệt độ thì buổi sáng Minh Duy nghĩ là dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ C. Còn đến trưa chiều khi mà những cơn mưa ngớt đi thì nhiệt độ sẽ tăng lên một chút. Tuy nhiên cũng không vượt quá ngưỡng 26 độ C, trời nhiều mây quý vị nhé. Mai Hải Phòng còn mưa không? Hải Phòng ngày mai sẽ vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn đấy bạn ạ. Điện Biên hai em, vâng, khán giả Lương Văn Trường có hỏi về khu vực Điện Biên, mình sẽ xem phép được cập nhật. Ngày mai tại Điện Biên thì đêm không mưa, ngày nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 27 độ C quý vị nhé. Thanh Hóa ngày mai cũng sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn vào sáng sớm ạ, ngày thì trời nhiều mây. Đúng rồi. Có quý vị khán giả hỏi về khu vực Thái Bình đúng không ạ? Thái Bình như lại như vừa nãy Hà Linh có cập nhật thì Thái Bình ngày mai cũng sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn đấy ạ. Vâng, Thái Bình ngày mai sẽ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và mưa phùn cộng thêm với sương mù quý vị nhé. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 25 độ C. Mai Hải Phòng có mưa nhỏ ạ. Bắc Ninh mưa đồn không ạ? Bắc Ninh cũng sẽ có mưa đấy ạ, và mưa xong rồi cộng với độ ẩm cao nữa thì chắc chắn là tình trạng đồn vẫn sẽ xảy ra. Vâng ạ. Quý vị khán giả hỏi về khu vực Nam Định, Minh Duy xin phép được cập nhật đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 đến 25 độ C quý vị nhé. Thời tiết miền Bắc cứ thay đổi sòng soạt như tâm lý của em. Anh Duy cũng phải công nhận một điều là thời tiết Hà Nội mà cứ âm u xong rồi lạnh lạnh mưa mưa là tâm trạng của mình cũng rất là tệ luôn. Ngày hôm qua là bắt đầu có nắng này, sau hôm nay cũng rất là ấm áp thì tự nhiên thấy cũng vui vẻ phấn chấn hơn hẳn so với những ngày trước đấy. Những ngày trước đấy em cảm giác chả muốn làm gì, chả muốn nằm trong chăn luôn. Đúng rồi.
với rất hy vọng là tình trạng mưa ẩm sẽ sớm chấm dứt để quý vị chúng ta có thể không chỉ là có tâm trạng tốt hơn mà còn có thể thực hiện các hoạt động vui chơi ngoài trời nữa. Chính xác. Vâng, quý vị khán giả ơi, với tình hình thời tiết nắng nóng xảy ra tại khu vực Nam Bộ của chúng ta thì Minh Duy xin phép được đưa tới một số những cảnh báo cho quý vị khán giả để chúng ta lưu ý sao cho bảo vệ được sức khỏe của bản thân mình. Đầu tiên đó chính là trong khoảng thời gian này, quý vị nên hạn chế các khoảng thời gian hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều để tránh say nắng và say nóng. Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời thì quý vị không nên làm việc quá lâu trong môi trường nắng nóng. Cứ sau 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 15 đến 20 phút. Ngoài ra thì quý vị nên uống nhiều nước để có thể bù nước cho cơ thể quý vị nhé. Bên cạnh đấy thì khi mà di chuyển ra ngoài đường tại khu vực Nam Bộ, nhất là như mình duy thấy ở đây là Thủ Dầu Một này, Biên Hòa, Đồng Phú, nắng nóng gay gắt 37 độ C, hay là tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ cũng như nhiều nơi khác từ 35 36 độ thì chắc chắn là ra đường quý vị rất cần phải mang theo áo chống nắng. Ngoài ra thì nên bôi thêm kem chống nắng cũng như là uống viên chống nắng để bảo vệ bản thân mình, tránh những tác hại tiêu cực từ tia UV quý vị nhé. Các bạn khán giả hỏi Bình Thuận thì Bình Thuận ngày mai cũng sẽ có nắng cả ngày đấy ạ. Ừ. Thái Nguyên sẽ có mưa nhỏ mưa phùn vào sáng sớm ngày mai ạ. Vâng, chị Hải Yến có hỏi về Hải Dương, Minh Duy sẽ phép được cập nhật tại Hải Dương. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ C, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù chị nhé. Thủ đô Hà Nội thì cũng sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn vào sáng sớm ngày mai và còn có các tình trạng sương mù nữa. Đến trưa chiều thì mưa sẽ ngớt và trời nhiều mây ạ. Nhiệt độ cao nhất thì không vượt quá là 26 độ C. Vâng, chị Thơm Vũ ơi, Bắc Giang ngày mai thì không có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ C chị nhé. Khu vực Hải Phòng thì ngày mai cũng có đêm và sáng sớm là mưa nhỏ mưa phùn. Nhiệt độ thì tại Hải Phòng Minh Duy thấy là cũng dao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ C. Đó là sẽ là kiểu thời tiết chung tại các thành phố ở khu vực Bắc Bộ của chúng ta quý vị ạ. Buồn quá, ngày mai không còn nắng nữa rồi. Nghệ An thì ngày mai sẽ có nắng không mưa, nhiệt độ cao nhất sẽ là 28 độ C. Dạ vâng. Quý vị khán giả còn có những thắc mắc về tình hình thời tiết nào không ạ? Hãy có thể comment ở phía bên dưới cho Minh Duy và Hà Linh nha. Lạng Sơn ngày mai sẽ có lúc có mưa nhỏ bạn nhé. Nhiệt độ tại Lạng Sơn thì sẽ không vượt quá 21 độ C. Trời vẫn lạnh ạ. Nghệ An ngày mai có nắng cả ngày ạ. Thấy các bạn khán giả hỏi thời tiết tại vùng biển. Duy cập nhật giúp bạn đi. Tình hình thời tiết tại vùng biển đúng không? Minh Duy xin phép được cập nhật, đấy là trên biển. Sáng sớm mai, vịnh Bắc Bộ sẽ có sương mù rải rác khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km thưa quý vị. Gió vừa phải cấp 3 đến cấp 4, biển êm. Huyện đảo Hoàng Sa của chúng ta ngày mai có nắng, gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn vùng biển phía tây của huyện đảo Trường Sa chúng ta đêm nay gió có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động quý vị nhé. Đó là một số tình hình thời tiết trên biển cho quý vị khán giả. Vâng, Minh Duy xin phép được cập nhật thêm một chút. Hà Linh ơi, không biết là Hà Tĩnh ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? Minh Duy thấy có rất nhiều comment của quý vị khán giả. Hà Tĩnh thì cũng sẽ tương tự với Nghệ An là ngày mai sẽ có nắng cả ngày ạ. Nhiệt độ tại đây thì cao nhất sẽ là 28 độ C, tức là trời cũng ấm áp, không lạnh. Thế thì nếu mà di chuyển là chúng ta có lịch trình du lịch hoặc là làm việc ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh thì Minh Duy nghĩ là trong ngày mai cũng như là 2 đến 3 ngày sắp tới thì sẽ là khoảng thời gian lý tưởng đấy quý vị ạ. Nên là chúng ta nếu như ai có lịch trình gì hãy tranh thủ nha. Tranh thủ thôi vì bây giờ thật sự là thời tiết thay đổi rất là chóng mặt, thất thường. Không biết là như thế nào. Miền Bắc mà mưa ẩm như thế thì quý vị chúng ta cũng nên hạn chế là giặt quần áo và phơi quần áo. Bởi vì quần áo thứ nhất là rất lâu khô này. Thứ hai mà nó sẽ có mùi ẩm mốc rất là khó chịu. Đúng, và nếu được thì quý vị hãy sử dụng máy sấy. Hoặc là có một tip là chúng ta sẽ giặt quần áo bằng nước nóng thì quần áo cũng sẽ khô nhanh hơn. Thật sự là một tip hay với những ai ít giặt quần áo như Minh Duy. Vâng, quý vị khán giả ơi, Minh Duy xin phép được và Hà Linh xin phép được trở lại với quý vị khán giả nha. Vâng, ở khu vực Hải Dương, Minh Duy xin phép được cập nhật, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C. Bắc Giang không có mưa, nhiệt độ là từ 18 đến 24 độ C. Chị Yến nha. Còn khu vực nào mà chúng ta chưa cập nhật không nhỉ? Có thể là còn là khu vực Tây Nguyên là mình chưa cập nhật nhiệt độ chi tiết. Tây Nguyên và đây xin được mời Hà Linh sẽ cùng cập nhật cho quý vị khán giả về khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam miền Trung của chúng ta nha. Không biết là có quý vị khán giả nào ở Kon Tum, Pleiku hoặc là Buôn Ma Thuột không ạ? Có thể comment cho Hà Linh được biết với. Tại những thành phố này thì ngày mai trời sẽ khá là nóng.
quý vị ở lâu ngoài nắng thì sẽ cảm thấy nóng rõ, vì nhiệt độ cao nhất tại đây ở vào trưa chiều sẽ là khoảng từ 32 đến 33 độ C. Còn lại thì các nơi khác của Tây Nguyên thì trời sẽ dịu hơn một chút, nhiệt độ chỉ từ dưới 31 độ C thôi. Vâng, bạn Minh Anh ơi, Lạng Sơn sẽ có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ là từ 18 đến 23 độ C bạn nhé. Thế nên ngày mai nếu như mà bạn Minh Anh có di chuyển ra ngoài đường thì hãy chuẩn bị sẵn áo mưa đi, bởi vì là sẽ có mưa nhỏ xảy ra trong ngày đấy. Anh chị nói lại thời tiết Hà Nội được không ạ? Được bạn nhé, tại Hà Nội thì sáng sớm ngày mai sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đến trưa chiều thì trời sẽ tạnh ráo và nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội sẽ không vượt quá 26 độ C. Nhưng mà rất buồn là không có nắng ấm như ngày hôm nay nữa đâu. Đúng rồi, rất buồn là sẽ không có nắng ấm. Tại Thanh Hóa ngày mai có rất nhiều quý vị khán giả quan tâm. Vâng, Thanh Hóa ngày mai sẽ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, cộng với cả sương mù, nhiệt độ là từ 18 đến 24 độ C quý vị nhé. Hải Phòng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ cũng dao động giống như tại Thanh Hóa luôn, là từ 18 đến 24 độ C. Như vậy là ngày mai thì quý vị khán giả ở miền Bắc thì sẽ cần lưu ý đến tình trạng nồm ẩm này. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì cần lưu ý là nắng nóng vẫn sẽ xảy ra. Nên quý vị chúng ta ở miền Bắc thì lưu ý là khi mà giặt quần áo thì hãy sử dụng máy sấy này, máy hút ẩm ở trong nhà của mình, cũng như là sử dụng khăn khô để lau nhà và hạn chế mở cửa. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì quý vị lưu ý là giữ gìn sức khỏe, vì trời nắng nóng thì sẽ rất là mệt. Khi mà ra ngoài thì lưu ý là bảo vệ da và mắt của mình bằng các biện pháp, ví dụ như là đeo kính râm, mặc áo chống nắng, bôi kem chống nắng và uống nhiều nước, cũng như là bổ sung vitamin C cho cơ thể, ăn nhiều hoa quả, rau củ quả này để bảo vệ sức khỏe của mình. Vâng ạ. Khán giả Nguyễn Văn có hỏi về khu vực Hòa Bình. Mình xin phép được cập nhật tại Hòa Bình ngày mai đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 27 độ C anh nhé. Vâng ạ, tại Lai Châu đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C. Bạn Suka bứng mình ơi. Rất dễ thương. Thật sự là khi mà livestream thì Minh Duy cũng đọc được rất nhiều những nickname đáng yêu đến từ các quý vị khán giả. Thái Bình ngày mai đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ là sẽ dao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ C. Anh Dũng Trịnh Tiến nhé. Có thể thấy là comment ở cả hai nền tảng của chúng ta là... thì nhảy rất là nhiều đúng không? Chắc là yêu cái kênh này nhất mất. Cảm ơn quý vị khán giả luôn ủng hộ cho dự báo thời tiết VTV của chúng mình. Vâng ạ. Đừng quên là thả tim cũng như là chia sẻ trong livestream ngày hôm nay và follow chúng mình nữa nhé, để có thể cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất và chính xác nhất. Đúng rồi. Và không chỉ là livestream ngày hôm nay đâu, mà trong tất cả những buổi tối hàng tuần ở trong khung giờ 19 giờ hàng ngày thì livestream dự báo thời tiết VTV sẽ livestream trên cả hai nền tảng phở bò và nền tảng bên kia đó. Thế nên là quý vị khán giả hãy nhớ đặt lịch hàng ngày để cùng đón xem livestream dự báo thời tiết VTV, làm sao để chúng ta có thể cập nhật được tình hình thời tiết mới nhất trong ngày mai cũng như là những ngày sắp tới để sắp xếp được những lịch trình thật là hợp lý. Ngoài ra thì hãy đón xem tất cả những bản tin dự báo thời tiết VTV trên các kênh sóng của VTV nha quý vị. Bây giờ cũng gần 8 giờ, chắc quý vị chúng ta đang ăn cơm và nghỉ ngơi rồi. Đúng rồi. Và hy vọng là với những thông tin thời tiết mà Minh Duy và Hà Linh vừa mang tới cho quý vị thì quý vị có thể chuẩn bị những kế hoạch thật là phù hợp nhất cho ngày mai, cũng như là có những biện pháp phù hợp để chống lại với những cái kiểu thời tiết là hơi khó hơn một chút. Đó. Mong chúc cho quý vị là sẽ không ai bị một cái chất giọng như Minh Duy ngày hôm nay nha. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chắc là livestream của chúng ta cũng đang khá là dài rồi nhỉ. Thế thì hãy dành độ khoảng 5 phút cuối đi để cùng cập nhật nốt một số những tình hình thời tiết. Đúng rồi. Tại các khu vực thời tiết cụ thể cho quý vị khán giả. Vậy nên là trong 5 phút cuối này, quý vị ơi, trong 5 phút cuối cùng, quý vị hãy comment, chia sẻ và thả tim thật là nhiều để comment của quý vị hiện lên và chúng tôi sẽ có thể cập nhật nhanh nhất về tình hình thời tiết tại khu vực mà quý vị đang thắc mắc nhé. Trong 5 phút cuối cùng của livestream ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ở đây Minh Duy có đọc được. Có bạn Trang hỏi tại Thái Nguyên. Thái Nguyên thì ngày mai sẽ không có mưa, nhiệt độ cao nhất không quá 25 độ C. Đúng rồi. Quý vị khán giả, Hà Nội ngày mai chắc là chị Trang Mai này cũng như là bạn chị Thùy Linh Lê vào sau. Nên là đang chưa biết được tình hình thời tiết Hà Nội, thì Minh Duy xin phép được cập nhật đó là tại Hà Nội cũng như là các thành phố lân cận của chúng ta thì về đêm và sáng sớm mai sẽ xảy ra sự mưa phùn, mưa nhỏ cũng như là sương mù. Nhiệt độ buổi sáng thì sẽ ở ngưỡng là từ 22 đến 24 độ C. Đến trưa chiều thì lúc này mưa sẽ giảm hẳn đây. Tuy nhiên thì trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ không quá 26 độ. Và bên cạnh đó thì tình hình nồm ẩm vẫn ở mức cao tại khu vực Bắc Bộ ít nhất là đến hết tuần này quý vị nha.
Buôn Ma Thuột, nãy Hà Linh thấy có khán giả hỏi tại Buôn Ma Thuột thì thời tiết ngày mai vẫn sẽ là nắng và có nắng, trời có nắng và nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ là 32 đến 33 độ C. Đúng rồi, đi ạ. Vâng, Minh Duy xin phép được cập nhật một chút về tình hình tại Ninh Bình. Minh Duy có đọc được comment của quý vị khán giả. Ninh Bình ngày mai đêm và sáng có mưa phùn, mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 25 độ C quý vị nhé. Các bạn khán giả bảo là vừa mới vào muốn biết thời tiết tại Nghệ An. Nghệ An thì ngày mai sẽ không có mưa và trời có nắng ạ. Nhiệt độ tại Nghệ An thì dao động trong khoảng là từ 19 đến 28 độ C bạn nhé. Vâng, anh hoặc là chị Hải Anh Tiến, Ava này thì là chị Hải Anh Tiến rồi. Vâng, xin phép được cập nhật cho chị Hải Anh Tiến về tình hình thời tiết tại Thái Bình ngày mai. Đó là đêm và sáng có mưa phùn, mưa nhỏ và sương mù. Nhiệt độ tại Thái Bình dao động trong khoảng từ 19 đến 25 độ C chị nhé. Nhìn chung là khu vực Bắc Bộ, nhất là khu vực Đông Bắc Bộ thì ngày mai sẽ hầu như các tỉnh thành đều có tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Trưa chiều thì trời sẽ nhiều mây và nhiệt độ cao nhất thì không vượt quá 26 độ C. Tình trạng nồm ẩm thì vẫn sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành này. Còn khu vực Tây Bắc Bộ thì thời tiết sẽ dễ chịu hơn một chút, là vẫn có nắng và không có mưa. Còn với khu vực miền Trung thì Bắc miền Trung thì chỉ có Thanh Hóa là nhiều mây và có thể có mưa phùn vào sáng sớm ngày mai thôi. Còn lại thì các nơi khác thì đều là có nắng và thời tiết khá là dễ chịu. Còn với Tây Nguyên và Nam Bộ thì sao anh Minh? Vâng, với Tây Nguyên và Nam Bộ thì Minh Duy xin phép được cập nhật cho quý vị khán giả. Tại khu vực Tây Nguyên thì chúng ta dự báo có nắng từ sáng đến trưa chiều mai, như là tại Quảng Ngãi, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, nóng rõ với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C quý vị nhé. Các thành phố khác sẽ dịu hơn, nhiệt độ không quá ngưỡng là 31 độ C tại khu vực Tây Nguyên của chúng ta. Nam Bộ thì chắc là vẫn sẽ nắng đúng nóng rồi. Vào ngày mai. Nam Bộ ngày mai thì vẫn tiếp tục sẽ là một ngày nắng mạnh và nóng nhất trên cả nước. Nhiệt độ chúng tôi ghi nhận tại Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Đồng Phú thậm chí là có thể nắng nóng gay gắt 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ cũng như là những thành phố lân cận khác thì sẽ ở ngưỡng là từ 35 đến 36 độ C quý vị ạ. Thế nên là mong rằng là quý vị ngày mai tại khu vực Nam Bộ, nếu như chúng ta có lịch trình để di chuyển ra ngoài đường thì lưu ý nên là hạn chế di chuyển trong khoảng từ 10 giờ đến 4 giờ sáng. Lúc này từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại khu vực Nam Bộ để tránh những tác hại tiêu cực từ tia cực tím quý vị nhé. Và mong là với những thông tin dưới vừa rồi, quý vị chúng ta ngoài là có những kế hoạch phù hợp thì có thể có những biện pháp để bảo vệ cho sức khỏe của mình. Đúng rồi. Giờ thì chắc là chúc quý vị khán giả có một buổi tối nhiều niềm vui bên cạnh người thân và gia đình. Nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai chúng ta lại quay trở lại đi học đi làm. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả những sự yêu thương, sự tương tác đến từ quý vị khán giả trong livestream dự báo thời tiết VTV ngày hôm nay. Mong rằng là với những tình hình thời tiết mà chúng tôi vừa đem tới thì quý vị có thể sắp xếp được những lịch trình thật là hợp lý cho bản thân cũng như là gia đình của mình. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin livestream dự báo thời tiết VTV tiếp theo. Còn bây giờ Minh Duy và Hà Linh xin phép được chào tạm biệt quý vị. Xin chào. Bye bye. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. Bye bye. Đừng quên follow và thả tim vào chúng mình nhé. Bye bye. Nhớ thả tim thật nhiều nha. Đừng quên follow nhé các bạn ơi. Tạm biệt. Vâng ạ, nếu như mà quý vị khán giả nào vào sau thì chúng ta hãy cố gắng xem lại trước từ đầu đến cuối của livestream này. Chúng tôi vẫn sẽ lưu giữ tất cả các bản livestream dự báo thời tiết VTV. Vâng. Xin được chào tạm biệt quý vị khán giả.